Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tài xế nổi nóng với người nước ngoài bị đình chỉ công việc. Ngày 21 tháng 11, báo tuổi trẻ loan tin đình chỉ tài xế taxi sững cò với người nước ngoài khi bị nhắc nhở xả rác. Theo đó, một tài xế của hãng taxi Vinasun ở thành phố Hồ Chí Minh đã có phản ứng gây gắt khi được một người nước ngoài nhắc nhở vì vứt rác bừa bãi nơi công cộng Hiện tại tài xế này đã bị đình chỉ công việc một tháng. Báo tuổi trẻ cho biết, ngày 21 tháng 11, trên mạng xã hội lan truyền clip, một người đàn ông mặc đồng phục giống của hãng taxi Vinason đã vứt rác là chai nhựa và hộp xốp ở nơi công cộng, cụ thể là công viên. Ngay sau đó, một người đàn ông là người nước ngoài đến nhắc nhở, yêu cầu anh ta cầm lại rác và vứt đúng chỗ. Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo Vinasun Taxi đã phản ứng rất gay gắt và sững cò nói rằng làm gì vậy, vứt rác thì liên quan gì tới. Sau đó chạy về chiếc xe taxi tìm kiếm đồ vật gì đó rồi tiếp tục thách thức phản ứng của người nước ngoài. Theo báo tuổi trẻ, hầu hết mọi người khi xem clip đã bình luận lên án hành động mất lịch sự của tài xế taxi này. Và đây là hình bản tin trên báo tuổi trẻ. Báo Tuổi Trẻ dẫn bình luận của nickname Thúy Nguyễn cho rằng nếu anh tài xế chịu lắng nghe, cúi xuống chút xíu, lấy rác bỏ vào đúng nơi quy định thì chuyện rất nhẹ nhàng và vui vẻ. Chúng ta không được phản ứng thiếu lịch sự khi bản thân đã sai hoàn toàn. Lâu nay, người Việt đã bị xem là hung dữ, thô lỗ và thiếu kiên nhẫn. Khi xếp hàng, người ta luôn tìm cách chen lấn, xô đẩy nhau. Trên phố, người ta bóp còi xe in ỏi, Người ta bắt chẹt nhau để kiếm từng chút lợi nhuận, lợi ích. Người ta sẵn sàng chửi bới, sỉ vả lẫn nhau vì bất kỳ điều gì không hài lòng. Thậm chí khi va chạm, bất đồng, người ta sẵn sàng sững cò, lao vào đấm đá nhau. Đây không phải là bản tính của người Việt từ xa xưa. Ngày trước, trước khi Cộng sản áp đặt chuyên chế vô sản lên đất nước này, người Hà Nội có tiếng dẫu không thanh lịch cũng người tràn an người Sài Gòn có tiếng là duyên dáng, hiền hòa. Nhưng ngày nay, chỉ có những người Việt ở nước ngoài mới còn giữ được sự hiền hòa, lịch lãm này. Chiều ngày 21 tháng 11, trao đổi với báo tuổi trẻ online, ông Tạ Long Hỷ, giám đốc hãng taxi Vinasun cho biết, clip được đăng tải trên mạng xã hội là đúng sự thật. Sự việc xảy ra vào ngày 20 tháng 11, bước đầu được xác định ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vinasun đang làm rõ địa điểm cụ thể. Ngay sau khi biết vụ việc, Vinasun Taxi đã mời người đàn ông lên làm việc. Người này là cộng tác viên, tài xế của Vinasun Taxi. Và đây là hình ảnh người tài xế hung hăng được cắt từ clip. Báo tuổi trẻ cho hay, công ty Vinasun xác định Hành động của tài xế đã không tuân thủ quy định và tiêu chuẩn lái xe của Vinasun, đồng thời vi phạm xả rác nơi công cộng không đảm bảo vệ sinh môi trường và có hành động không chuẩn mực với khách du lịch quốc tế. Đã phân tích cho tài xế hiểu hành động phản ứng đó là sai. Phản ứng này không chỉ làm ảnh hưởng đến cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể Vinasun. Nếu đúng thì mình phải cảm ơn người đã nhắc nhở và bỏ rác lại đúng chỗ, ông Hỷ nói. Ông Hỷ cho biết thêm, trước mắt Vinasun cho tài xế này nghỉ việc ít nhất là một tháng kể từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12. Đây cũng là thời gian để tài xế suy nghĩ lại, rút kinh nghiệm. Tài xế đã chịu trách nhiệm và cam kết sẽ cải thiện. Ngoài ra, Vinasun Taxi cũng nhắc nhở đối với toàn bộ tài xế về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và chuẩn mực cư xử với khách hàng. Nếu ai vi phạm cũng sẽ bị kỷ luật, Vinasun Taxi cam kết sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ của mình và chân thành xin lỗi, mong mọi người thông cảm. Không riêng tài xế Vinasun, tài xế các hãng xe khác cũng có nhiều tin xấu như đánh nhau. Chỉ cần search Google thì có thể tìm được rất nhiều thông tin về chủ đề này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tài xế nổi nóng với người nước ngoài bị đình chỉ công việc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đảng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ vạn thịnh phát. Ngày 22 tháng 11, Báo tiếng dân có bài Đảng và nhà nước phải chịu trách nhiệm về quả bom vạn thịnh phát của tác giả Mai Hoa Kiếm. Tác giả cho rằng trong hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối. Tất cả mọi thứ từ cho phép thành lập ngân hàng, cơ cấu lại ngân hàng, xử lý công nợ đều được chính phủ trình Bộ Chính trị xin ý kiến. Thế nhưng khi sự cố xảy ra, ảnh hưởng tới đời sống của người dân thì những kẻ lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối lại trốn trách nhiệm. Đơn cử như vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB cần nói rõ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Tác giả nhận xét, từ năm 2011, giới chấp bu của đảng đã thấy rõ nguy cơ nợ xấu từ bong bóng bất động sản bê bối từ các ngân hàng thương mại. Thay vì xử lý rốt ráo vấn nạn tiềm ẩn, đảng lại đánh trống bỏ dùi. Tác giả cho biết, cuối năm 2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho phép thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, viết tắt SCB, đồng thời chỉ định BIDV dưới sự điều hành của Trần Bắc Hà tham gia toàn diện vào SCB sau hợp nhất với tư cách đại diện vốn nhà nước. Tuy nhiên, sau đó, bà Lan đã sở hữu hơn 85% cổ phần và tiếp tục mua thêm ngân hàng SCB, xem như thuộc về gia đình Trương Mỹ Lan. Cũng trong năm 2011, vợ chồng Trương Mỹ Lan nhận huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký. Tác giả đề cập đến việc Dương Chí Dũng khai trước tòa vào năm 2014 rằng ông được bà Trương Mỹ Lan nhờ chuyển giúp 1 triệu đô la cho tướng Phạm Quý Ngọ để bà Lan lấy dự án tại cảng Sài Gòn. Số tiền đó ông Dũng nhận từ tay tướng Trần Quang Tiệp, trợ lý Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Và đây là hình vợ chồng bà Trương Mỹ Lan nhận huân chương lao động hạng 3. Rõ ràng bộ ba Dương Chí Dũng, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang đều liên đới, nhúng chạm vào việc làm ăn mờ ám của Trương Mỹ Lan cả chục năm trước. Ông Dũng còn khai rằng vào tháng 5 năm 2014, bà Lan và chính thành viên trong gia đình đã đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam để dễ bề cao chạy xa bay sau này. Một năm sau, do được Lê Thanh Hải và Trần Đại Quang bảo kê, nên gia đình này đã hủy đơn xin thôi quốc tịch. Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống chính trị đã làm ngơ lời khai của Dương Chí Dũng. Tác giả tiếp tục nhắc đến việc, vào tháng 5 năm 2016, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế công bố một số nhân vật trong hồ sơ Panama có tên Trương Mỹ Lan và chồng là Chu Lập Cơ. Một lần nữa, đảng và các cơ quan pháp luật lại làm ngơ, giả vờ như không nghe, không thấy bất cứ chuyện gì. Tác giả cho biết, nhờ quyền lực nghiêng trời của hai Nhật ở Thành Hồ mà Vạn Thịnh Phát thâu tóm được hầu hết những lô đất kim cương ở trung tâm thành phố cũng như sở hữu ngân hàng SCB huy động vốn vào qua mặt cả thượng tầng chính trị. Và đây là hình hai cựu thống đốc ngân hàng nhà nước có liên quan đến ngân hàng SCB. Theo tác giả, khi không thể che đậy quả bom SCB được nữa, thì cơ quan điều tra buộc phải tính sổ với Trương Mỹ Lan. Ngày 8 tháng 10 năm 2022, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng tay chân của bà bị bắt tác giả đề cập đến một loạt các chết đáng ngờ của tay chân bà Lan và các quan chức có quan hệ mật thiết với bà, như Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Tân Việt, Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng, Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Ngọc Dương, Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vạn Thịnh Phát. Hứa Ngọc Thuận, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Hùng, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026. Trần Văn Minh, phó tổng thanh tra chính phủ, nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026. Tác giả đề cập thêm một chi tiết đáng ngờ nữa, nếu bà Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ 5,2 triệu đô la từ trương mỹ lan thì cựu thống đốc lê minh hưng và cha đẻ tạo nên scb là cựu thống đốc nguyễn văn bình chẳng lẽ không nhận của trương mỹ lan đồng nào hay sao liệu sẽ còn có thêm cựu quan chức ngân hàng nào bị biến thành củi hoặc nhảy lầu tự tử trong những ngày tới hay không quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin đảng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ vạn thịnh phát. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.